Chào mọi người, hôm nay thì làm tới nội thất chiếc Rolls Royce thì có nhiều điều rất là thú vị trong cái nội thất này. Ngoài cái chuyện là nó rất là hoành tráng, chỉnh chu, thì khoan bàn tới vụ đó, mình bàn tới vụ mà chăm sóc. Thì ở đây có em nhìn thấy có rất là nhiều cái dấu gọi là rất là lạ, không hiểu tại sao nó lại ra hai màu như vậy. Nó có những cái vằn vện, ban đầu tưởng là nó bẩn, nó dơ, nhưng không phải, mình làm sạch nó gần như rất là khó đi. Và cái chuyện tiếp xúc nước của nó cũng khác nữa. Thường như mọi người cũng biết, trên da của Rolls Royce này là cái da nó rất là xịn, và cái lớp top coat nó làm mỏng để cho mình cảm giác như là da thật. Tại vì tất cả các da đều có lớp top coat để nó bảo vệ cái bề mặt thì mình sử dụng hàng ngày, như là ngồi rồi đụng nước, đụng đồ đi ô. Chứ cái da thật á thì nó rất là thấm nước. Cho nên là cái này nó được gọi là giống như semi anilite, tức là cái lớp top coat nó mỏng thôi, cho cái feel nó giống da thật, anilite kiểu da thật. Thì cái chỗ mà nó khác màu đó, cái chỗ có chỗ thì nó không thấm, còn cái chỗ mà không có bôi cái gì đó lên á thì nó thấm. Em nghĩ cái chỗ đó là da thật. Thì cái nhược điểm của nó là hình như xe này đã được phủ nội thất, hay như ở ngoài hay phải quảng cáo là phủ ngoại thất rồi phủ coating nội thất luôn. Và cuối cùng em thấy cái chuyện phủ coating nội thất thì không biết nó có bảo vệ được gì không, nhưng mà em thấy là nó không đẹp. Nó không đẹp ở chỗ là cái màu da giống như nó sậm đi một tông, mà khi nó cũ hay nó dính dịch bẩn mình lên á thì mình làm sạch nó, tại sao nó lại hơi da màu ra màu cái lớp da, tức là nó ăn vào cái mặt top coat hay sao đó. Ví dụ như là cái vô lăng nó khúc này tự nhiên nó đen hẳn sậm luôn, mà làm sạch nó rất là khó. Ở đây là nó vô lăng này là nâu. Để đổi qua cái đèn trắng coi nó có thấy không, nâu. Còn đây là nó bị đen sậm luôn. Thì bình thường là nó dơ, nhưng mà cái dơ này nó lạ lắm. Mình làm sạch nó giống như không được vậy. Giống như nó có một cái lớp coat, xong rồi nó bẩn, xong rồi cái bóng nhảy lên vậy nè. Chứ cái mọi người nhìn cái da thật chỗ này nè, ví dụ cái lớp chỗ này nó không có bóng vậy. Nó không có bóng, nó nhìn rất ok. Như chỗ này bóng mà nó đen xuống luôn. Đó. Rồi còn phát hiện cái chỗ này mới thú vị nè. Cái chỗ trên này đây là nhìn bình thường là không có thấy gì hết đúng không? Rồi bắt đầu bỏ cái này ra. Đấy là đấy. Thấy cái lằn này không? Giống như là phủ tới đây, xong cái này mới là cái lớp da thật của nó nè, nó hơi sáng hơn và nó đẹp hơn nhiều. Cái này giống như là lớp coating nè. Thì bây giờ phủ như vậy để làm gì mà không làm sạch liên tục thì nó khỏe hơn phủ như vậy. Nhìn bây giờ làm sao tẩy được cái lớp này? Thua, cái này giống như là một cái lớp coat nó nằm lên rồi. Thua luôn. Bởi vậy nói chung là em thấy những cái xe mà xịn như vậy á thì chỉ nên bảo quản và làm sạch, vì người ta đã nghĩ ra cái xe, người ta bọc cái xe với các thiết bị, các loại da rất là luxury rồi. Nếu mà thật sự cái lớp phủ này nó tốt á thì Rolls Royce không có tiếc tiền để phủ cho các bạn. Rolls Royce không tiếc tiền để phủ cho mọi người, em nghĩ là vậy. Cho nên là nên cân nhắc khi phủ nội thất. Ngoại thất thì nó có cái benefit của nó. Cái nội thất thì mọi người kêu là nó chống thấm nước này kia cũng tốt, nhưng mà nhà sản xuất người ta cũng đừng nghĩ đến chuyện đó rồi, chứ không phải ta không nghĩ đâu. Người ta làm xe cả trăm năm rồi. Đó là mấy cái chia sẻ nhỏ mà nhanh của em về cái chuyện mà phủ nội thất.